Tôi muốn nói thêm cái vấn đề mà ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tới thăm Việt Nam đã được Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón trọng thể. Và trong cái chuyến đi này thì ông Tổng Thư ký đã ca tụng cái sự Việt Nam đã thành đạt được cái sự công bằng, cái nhân quyền trong cái xã hội Việt Nam, và người dân Việt Nam đồng đều đều được chính phủ coi trọng, nhất là cái hình ảnh mà ông nói là Việt Nam đã tiến triển trong vấn đề hỗ trợ Liên Hiệp Quốc trong vấn đề gìn giữ hòa bình ở bên Phi Châu. Và những hình ảnh mình cho thấy là ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thời ông còn là sinh viên, ông cũng chống cái chiến tranh Việt Nam, và đó là cái nhìn của ông cho thấy là những cái cuộc chinh chiến xâm lược của ngoại bang, của những nước lớn đến quốc gia nhỏ, thì ông đã biết ghi nhận thời ông còn là sinh viên. Đó là một điều khích lệ khi mà một vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là một người coi về cái tổ chức Liên Hiệp Quốc nó rộng lớn, nó nhìn về cái sự an ninh hòa bình cho thế giới, và ông đã nhìn nhận được cái sự xâm lược của những nước lớn cho đến những nước nhỏ, và ông đã công nhận nước Việt Nam trong thời mà kháng chiến chống ngoại xâm, Việt Nam đã giành được độc lập. Đó, ông cũng cảm thấy đó là một điều mừng cho nhân dân Việt Nam. Cái thứ hai nữa là ông Tổng Thư ký này, ông cũng đã đi ra trước trước cái Ba Đình, và đi thăm cái liệt sĩ, và đã bỏ vòng hoa cho liệt sĩ ở ngay thủ đô Hà Nội, chứng tỏ là ông đã có một cái thông cảm đối với nhân dân Việt Nam đã chống lại cái ngoại xâm, đã đến nước Việt Nam từ nhiều thập niên, từ thời Pháp cho tới thời Mỹ. Đó là một cái thông cảm của ông đối với cái sự mất mát của đất nước, cả toàn dân đã phải hy sinh để đòi cái độc lập này. Đó là một điều khích lệ khi ông ta đã nghiêng mình trước trước cái tượng đài liệt sĩ để ông ta tỏ cái sự thông cảm, thương tâm cho nhân dân Việt Nam. Đây là một lần đầu tiên cái ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc đã đến thăm Việt Nam. Đó là một điều vinh dự, và cũng nhân cái điều ông ta ca tụng là Việt Nam đã nắm được cái đã có hơn 85 quốc gia bầu cho Việt Nam để trở thành là chủ tịch cái nhân quyền, cái biểu ban nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc, chứng tỏ là đất nước chúng ta đã đi từ một thời kỳ khó khăn đến ngày hôm nay phát triển, có được sự tin tưởng của thế giới để Việt Nam giữ cái cán cân công bằng cho thế giới về vấn đề nhân quyền. Trong cái quá khứ, Việt Nam đã chứng tỏ là trong một thời gian ngắn đã xóa bỏ được cái nghèo. Cái nhà băng IMF đã tuyên bố Việt Nam trong thời kỳ đổi mới phát triển đã hoàn thành cái công cụ là đưa cho người dân nghèo ra khỏi cái nghèo. Cái đó là cái nhân quyền lớn lao của Việt Nam đã thành công và đã được cái nhà băng IMF họ công nhận. Và đó cũng là lý do tại sao thế giới nhìn về Việt Nam, muốn Việt Nam phát huy cái tinh thần nhân quyền đó trong cái vấn đề này. Đó là cái sự công bằng của mỗi công dân đã được tòa án nhà Việt Nam mình công nhận và phát huy cho cái sự bình đẳng của bất cứ một người dân nào đứng trước tòa án. Cái này ở nước Mỹ còn chưa chắc đã thành công. Từ thời Obama tới tới với bây giờ ông Biden đã cố gắng muốn thay đổi, làm cho nó reform, tức là thay đổi cái hiện trạng của ngành tư pháp, để cho mỗi một người dân Hoa Kỳ đứng trước tòa án họ có một sự công bằng, chứ không có một tính chất kỳ thị ở trong đó. Lý do cái chuyện này đòi hỏi đó nó kéo dài ở cái nước Mỹ này từ thời ông Obama. Ông hứa hẹn ông muốn làm cái chuyện đó nhưng mà ông đã không thành công. Nhưng mà đối với đất nước Việt Nam của mình thì cái vấn đề tất cả các người dân được coi trọng và
được bình đẳng trước pháp luật. Đó là một sự tiến triển rất tốt đẹp. Mong rằng là cái phát huy của Việt Nam cho thế giới thấy tất cả mọi người dân đứng trước tòa án phải được công bằng. Đó là một cái tối thiểu trong vấn đề tương quan giữa con người. Cái thứ hai nữa là Việt Nam cũng chia sẻ cái sự nghèo đói đối với quốc gia kém may mắn hơn Việt Nam. Việt Nam đã đi qua Phi Châu, đã đóng góp, anh Linh đã qua Phi Châu, đã đóng góp trong vấn đề dạy người dân Phi Châu cách cày cấy, dạy cách họ bơm cái nước giếng lên để cho người dân Phi Châu họ cày cấy. Và ngay cả những cái thực phẩm căn bản tạo ra những cái thực phẩm mà họ trồng để họ có thể nuôi dân họ. Họ cho thấy, anh Linh ấy cho thấy những hình ảnh mà người dân một cái làng người dân da đen tụ họp lại đi cày cấy, và bây giờ đã có một sự thu hoạch kết quả tốt đẹp và có lợi ích khi mà họ bán ra, họ có lời, vừa nuôi dân được mà họ có lời để họ phát triển. Đó là một sự thành công cho vấn đề Việt Nam hỗ trợ với thế giới trong vấn đề thực phẩm cho những đồng bào ở Phi Châu. Mặc dù đây là một đóng góp nhỏ nhưng mà nó cũng là một cái tấm gương cho những nước lớn khi mà họ đã đến những quốc gia Phi Châu cả mấy chục năm. Họ lấy tài nguyên của các quốc gia này nhưng mà khi mà nó nói vấn đề và tài trợ để giúp những quốc gia này tự túc trong vấn đề nông phẩm, để họ cày cấy, họ nuôi sống cho chính họ, thì cái chuyện này đã không có. Thì mong rằng Việt Nam cũng kêu gọi thế giới phát huy cái tinh thần tương trợ vấn đề thực phẩm cho những người đồng bào ở Phi Châu cũng như tất cả những quốc gia trên thế giới. Lý do là cái vấn đề thực phẩm bây giờ ở trên thế giới này có nhiều nhà tư bản đã mua đất đai ở thế giới và họ sẽ là người họ là những người sẽ phát triển và cần control cái số lượng thực phẩm này cho thế giới. Vấn đề nó trở thành nguy hiểm là đáng nhẽ những cái nông phẩm này nó phải thuộc về cái người dân của bản xứ để họ cày cấy, họ nuôi dân họ, nhưng mà bây giờ họ cái mảnh đất đó đã được những nhà tư bản không ở trong các quốc gia đó mà họ làm chủ những mảnh đất đó. Thì tất cả các quốc gia nào mà được bị những nhà tư bản thế giới mua cái đất đó, họ sẽ cai quản cái vấn đề nông phẩm, thực phẩm, và đó là một cái yếu tố có thể đưa đến, nếu mà dính dáng đến chính trị, nó sẽ làm cho những quốc gia đó ở con số thời kỳ sẽ bị nguy cơ. Vì nếu mà họ control cho vấn đề thực phẩm thì tất cả quốc gia nào mà bị nhà tư bản mua đất đai trồng trọt đó, họ không mất đi cái quyền tự do độc lập của quốc gia đó. Và khi mà chúng ta phát triển cái sự bình quyền, bình đẳng đó thì cái người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới phải đòi hỏi cái sự bình đẳng, cái quyền của người dân đó cày cấy, sinh sống trên mảnh đất của họ. Chứ họ không thể nào họ bị chi phối bởi một quốc gia khác trong vấn đề mà phát triển sản xuất nông phẩm cho thế giới. Tôi không biết là cái nguồn gốc vì vấn đề lợi nhuận mà những nhà tư bản đã đi mua đất nông nghiệp của các quốc gia nghèo để làm gì. Đáng nhẽ họ phải giúp cho những nước quốc gia đó có một cái tinh thần độc lập, giúp họ cái máy cày, máy bơm để họ tự canh tân trên cái mảnh đất của họ để họ tự túc trong vấn đề cuộc sống của họ, thì đó mới là tự do độc lập. Đằng này anh lấy đi cái quyền mà sản xuất về nông phẩm ở các quốc gia đó, thì cái tinh thần này là nó đưa đến cái tinh thần nô lệ mới của cái thế giới này đang đưa đến các quốc gia nhỏ bé. Mà chúng ta bây giờ Việt Nam đã phát huy cái tinh thần nhân quyền, nhân bản, thì cái sự công bằng trên thế giới, thì đây là một vấn đề cũng phải đặt câu hỏi cho Liên Hiệp Quốc, lý do gì mà những nhà tư bản họ sử dụng những mảnh đất đó để làm gì. Đó, cái chương trình mà đòi control cái thực phẩm của thế giới
nó đưa đến nguy hiểm và nó sẽ tạo nên chiến tranh trên thế giới này. Cho vấn đề mà Liên Hiệp Quốc đáng lẽ phải tạo ra cái sự bình đẳng, công bằng cho mỗi quốc gia, để mỗi quốc gia có thể vươn lên để tự túc, để sống, để có cái tạo nên sự hòa bình. Thì ngày hôm nay là cái cán cân hòa bình nó bắt đầu thay đổi, từ vì cái nông phẩm của mỗi quốc gia đó đã bị những nhà tư bản thế giới control. Xin mời bác Phương. Đáng số thì tôi không có chuẩn bị, tôi không lấy được hết những cái tư liệu và những cái kỷ niệm mà về bác Bảy. Là hôm đó thì tôi nhắc bác Midway đó, bác đó, đúng đó, Midway. Đó, yeah, tôi được gặp bác Bảy trong cái lúc mà bác Bảy đi cái phái đoàn của Mỹ, nó mời bác Bảy sang bên này, mời tất cả những phi công Việt Nam đã từng chiến đấu và đã từng bắn hạ máy bay Mỹ cũng được mời sang bên này. Thì vợ con của những người phi công Mỹ có ra cảm ơn các bác đại tá tư tướng gì là kể cả bác Bảy đã hạ máy bay của chồng con họ, mà rồi còn bây giờ lại còn sang bên đây mà được nhân dân Mỹ tiếp đó rất là nồng hậu. Tôi cũng có được bác Bảy có biếu cho cái nón mà hôm nay tôi không có chuẩn bị, cho nên tôi không có mang. Thì trên cái nón, cái mũ lưỡi trai đó có cái huy hiệu về nghĩa là có chữ V và chữ T, nó là Việt Train, rồi về cái trường mà huấn luyện phi công Việt Nam ở tại Việt Nam bây giờ. Thì tôi có được bác Bảy tặng cho cái mũ lưỡi trai đó, tôi rất là quý. Và đồng thời thì cũng nói về các thứ chưa bao giờ thấy được một cái cảnh mà hai kẻ thù bắt tay với nhau một cách nó là rất là thân thiện, ôm lẫn nhau và sau đó nghĩa là hòa hợp mà không cần hòa giải. Và sau đó tôi được xem những cái đoạn phim mà các anh phi công Mỹ đó khỏe mạnh đi với vợ con qua Việt Nam xuống tận cái nhà của bác Bảy để mà nghe là cảm ơn về cái sự nghe là đã đánh hạ máy bay của chồng của con những người đó, những người Mỹ đó, mà bây giờ hai kẻ thù bắt tay với nhau rất là nằm mỏng. Tôi thấy cái hình ảnh đó tôi xem cũng nhiều tư liệu của các nước mà tôi chưa bao giờ thấy hai kẻ thù ôm nhau với một cái mối tình rất hết sức là trong sáng và bỏ đi tất cả những cái hận thù, không có cái gì phải ghét nhau. Mừng là thấy rằng anh này anh bắn máy bay của mình, máy bay Mỹ bị rớt đi, mà tới bây giờ cái người phi công bị rớt đó vẫn còn ôm cái người phi công đó, mà đang phi công Việt Nam, và thấy cái đời sống của bác Bảy cái lúc mà về ở dưới sống ở dưới giường đã đào ao nuôi cá và là cất rượu rồi này kia. Thành ra mấy người đã được bác Bảy mời những ly rượu mà làm từ lúa gạo của Việt Nam trở thành. Tôi chưa thấy bao giờ thấy một cái cảnh tượng mà hai kẻ thù gặp nhau mà bây giờ còn hơn cái những người bạn xa xưa từ lâu gặp nhau. Cái tinh thần đó tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta có rất rất nhiều kẻ thù đối với người Mỹ đó. Thì cũng nên nhìn lại cái đó để mà thấy rằng kẻ thù với kẻ thù hai dân tộc khác nhau mà bây giờ trở thành một cái tình bạn vô cùng to lớn gì đối với tôi. Cái đó là một cái công trình, một cái tình cảm rất là vĩ đại. Không có cái gì, cái hình ảnh gì mà đẹp hơn là hai vị phi công đối thủ với nhau bắt tay và quên đi cái hận thù năm xưa. Đó là một điều rất là khó khăn, nhưng mà họ đã vượt qua được cái thù hận đó và bắt tay. Tôi nhớ cái hôm đó là bác Bảy, khi mà phái đoàn Việt Nam có khoảng ít nhất cũng khoảng ba chục các vị vì có cái khoảng mười mấy vị phi công Việt Nam cộng thêm những vị trong phái đoàn đi theo nữa, vợ con của các vị đó. Thì bên Hoa Kỳ thì
nguyên một cái Midway ở cái convention ở trên cái tàu Midway của Mỹ đó, thì cái khán giả ở chung quanh cũng có khoảng mấy trăm người, và có cả kể cả là có những phi công, mười mấy cái các vị phi công khi mà họ bị bắn vào mà họ may mắn họ thoát, họ bay xuống á, thì cũng khoảng mười mấy cái, các vị phi công cựu phi công của Mỹ ở trong cái cuộc họp mặt đó. Cái điều mà họ rất là mến bác Bảy, có một ông hồi xưa ông bây giờ ông làm coi như là chức vụ của ông về Mỹ, và ông làm ở San Diego như là một mayor ở San Diego, thị trưởng ở San Diego. Thì ông này á, ông tên là Cunningham, tôi không nhớ là Cunningham hay không, nhưng ông là Cunningham. Thì ông ở cái vị trí đó, ông nói là ông hỏi bác Bảy là tại sao anh có thể bắn máy bay MiG-17 của anh rất là yếu so sánh với máy bay Phantom của tôi, mà tại sao anh có thể bắn rớt cái máy bay của tôi được. Thì bác nói khi mà bác Bảy ở trên cái bầu trời Việt Nam đó, bác nghĩ đến cái người dân ở Việt Nam ở dưới đất. Nếu mà bác không chiến thắng thì người dân Hà Nội ở Hà Nội sẽ bị những mưa bom của Mỹ giải lên trên cái thủ đô Hà Nội. Thành bằng mọi giá bác phải chiến thắng. Bác nói không cách chi, dù bác có phải hy sinh bác cũng phải chiến thắng. Bác phải lấy một đổi một, bác cũng có thể là bác làm. Thì thử ra khi mà bác, cái tinh thần của bác lúc đó là phải quyết thắng chứ không thể để thất bại được. Cái đó chỉ trong cái một phút, khi mà máy bay của ông Cunningham này á, ông quay vòng lại, thì khi hai phi công đuổi nhau, ông Cunningham ông quay ngược lại cái máy bay á, chỉ tích tắc có một phút thôi, bác Bảy phải bắn liền. Cái bắn đó không phải là vì muốn thù oán thì anh phi công, cái bắn đó để giảm cái cuộc pháo kích, cái cuộc bỏ bom của máy bay Hoa Kỳ trên cái mảnh đất quê hương Hà Nội. Thành đó là một cái, vì cái tinh thần đó mà bác chiến đấu, cũng như các vị phi công Việt Nam chiến đấu, họ không sợ chết, họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái người dân Hà Nội trong thời chiến tranh đó. Cũng vì cái cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội, mà ông Nixon mỗi ngày khi mà ông nghe báo cáo bởi ông Kissinger, thì ông chửi thề. Và khi mà tiếp tục như vậy, khi mà lên tới ba mươi mấy vị phi công của Mỹ bị bắt, và một số những phi công, mấy chục phi công của Mỹ đã bị mất ở cái cuộc chiến ở trên không đó, thì ông Nixon, ông sau một tuần lễ, ông Nixon ông phải gọi Kissinger vào bảo ký hiệp định Paris, càng chóng càng sống càng tốt, càng sớm càng tốt. Thì cái khi mà vào bàn hội nghị thì các nhà ngoại giao Việt Nam cũng như ông Lê Đức Thọ, ông đòi hỏi người Mỹ phải theo đúng cái ý chí của người dân Việt Nam là một quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải là chia hai như mấy cái ông mà tuyên truyền cái cách mạng trắng. Và cái sự đòi hỏi đó người Mỹ phải ký vào trong cái văn bản đó, bốn cái kể cả Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ ký trong cái văn bản là nước Việt Nam là một dải hình chữ S từ Ải, Nam Quang, Lạng Sơn cho tới cái mũi Cà Mau, là một quốc gia đó, độc lập, trọn vẹn, lãnh thổ. Đây là ý chí của nhân dân Việt Nam đòi hỏi cái độc lập. Và Bác Hồ đã cố gắng dẫn dắt các vị chiến sĩ để đòi cái độc lập đó. Thành thử ra khi mà những người nào mà nói nước Việt Nam hai quốc gia trong thời gian 1945 và 1975, họ đã đi ngược đường lại cái ý chí của dân tộc. Xin mời bác Phương. Cho tôi cũng nhân tiện thì nói thêm ít là chưa bao giờ mà tôi thấy hai dân tộc Mỹ và Việt Nam đưa ra bao nhiêu là hình ảnh đẹp. Mà gần đây nhất tôi xem lại những cái phim, thấy cái hình ảnh mà bác Song Phạm vừa nói,
là Kissinger báo cáo với lại báo cáo về với lại tổng thống nhà Nixon. Thành ra mỗi một lần mà ông Thu báo cáo bao nhiêu máy bay Mỹ bị bắn hạ, bao nhiêu phi công Mỹ bị bắt, thành ra ông cái hình ảnh mà ông Nixon ôm đầu mà gục xuống bàn thế này nè, để mà đó nói ông đó là tao không có muốn nghe đến cái này nữa. Đấy, thành ra ông thấy cái hình ảnh đó đó để thấy rằng cái tai hại của cái chuyện mà Mỹ đã xâm lăng Việt Nam như thế nào. Đó, mà cuối cùng bây giờ thì là Mỹ Việt Nam là trở thành hai người bạn rất là thấm thiết, cùng chia sẻ những khó khăn về kinh tế của Hoa Kỳ cũng những cái kinh tế của khó khăn của Việt Nam bắt đầu từ trong những năm tháng gần đây mà làm cho Việt Nam trưởng thành. Còn nói về cái hình ảnh mà của hai cái đoàn phi công Việt Nam và phi công Mỹ gặp nhau cũng ở trên cái chiến hạm Midway đó, mà có lần là chiến hạm Midway đó cũng là một cái soái hạm đi trong một cái đoàn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam có tham gia cuộc chiến đó. Thành ra thấy là từ cái kẻ thù trở thành bạn rất là dễ dàng, nhưng mà các bác cờ vàng ở đây, các bác chống cộng đi không muốn làm cái điều đó, các bác chỉ muốn nêu cái hận thù đi. Càng ngày gần đây nhất đó là tôi thấy là và tôi xin nhắc thêm là trên cái chiến hạm Midway đó những người di tản của Việt Nam, mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa, rồi những cái ngày 30 tháng 4 đó là ngày mà gọi là tháng tư đen đó, đã tổ chức những cái cuộc buổi lễ chống cộng ngay trên cái chiếc tàu Midway đó. Thành ra cũng thời cái mảnh đất đó, cái địa điểm đó, nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa đã tụ tập biết bao nhiêu người vận động lên treo cờ vàng là làm meeting đả đảo trên cái sân, trên cái bến tàu mà chiếc Midway đang đậu. Đấy, thành ra tôi thấy rằng cái nhìn của mỗi một người bây giờ không phải là thời kỳ đánh nhau nữa. Các nước đánh nhau nhiều, chết nhiều, nhưng mà riêng chúng ta đã học quá nhiều rồi. Chúng ta là nạn nhân nhà của cuộc chiến tranh do Mỹ Ngụy gây ra, đem tới cho đất nước Việt Nam. Cho Việt Nam, ở Việt Nam cũng, dù là cộng sản hay là không cộng sản đi nữa, Việt Nam không có bao giờ làm, luôn luôn là ký kết cái gì cũng là kiểu hòa bình, là ký kết trước, từ Hiệp định Geneva cho tới hội nghị Paris, Hiệp định Paris, rồi cho tới ngày 30 tháng 4, tất cả là đều vì hòa bình mà làm lên thôi. Vì hòa bình mà Việt Nam đã gánh chịu biết bao nhiêu. Các bác cứ hình dung đi, cả mấy chục chiếc nhà là B-52 mà rải thảm đó, thì bao nhiêu con người Việt Nam nhiều đó, bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu bộ đội đã bị chết, bị rập ở dưới cái trận bom. Nếu người nào mà còn sống ở những cái trận bom mà B-52 còn sống thì cũng đã hóa điên rồi, chứ không nguyên vẹn được. Thì chưa có nước nào trên thế giới mà bị một cái lượng bom nhiều như là nước Việt Nam. Chỉ có đất nước Việt Nam đó là có thể bắn được cái B-52, tiêu diệt được B-52. 34 chiếc B-52 đã bị tiêu diệt bởi cao xạ Việt Nam cũng như bởi những phi công Việt Nam ở trên bầu trời Hà Nội. Cái điều này buồn cười là ông Hoàng Duy Hùng ông nói là B-52 có từ thời đánh nhau với Nhật, Mỹ đã thả bom B-52. Một cái mà vừa nguyên tử thả Hiroshima. Thành ra cái yếu tố về văn học, về nghiên cứu về văn học, về hiểu biết về vấn đề lịch sử, ông Hoàng Duy Hùng mà ông chỉ nói phét thôi. Ở Việt Nam á lại thích những người mà nói láo. Họ không bị lừa, họ không biết chứ không phải là vì không thích. Nó bừa ra thôi. Thành ra bây giờ là thời đại, đây là thời đại của điện tử, thời đại của digital các thứ. Các bác lên trên YouTube, các bác tìm chiến tranh Việt Nam ra hàng loạt phim. Tôi coi từng ngày, từ ngày này qua ngày kia, không bao giờ tôi coi đủ hết. Nghĩa là lấy B-52 bay thế nào,
Việt Nam đã đánh như thế nào, bao nhiêu nghĩa trang, nghĩa là của ở chỗ cái ngã ba Đồng Lộc và nghĩa trang nữa, Trường Sơn. Các bác cứ vào đó đi xem rất là nhiều, không có điều gì mà phải dối trá được. Cái sự thật bây giờ, cái thông tin truyền tin mà điện tử qua các mạng bây giờ nó nhiều lắm, các bác vô các bác xem ngày này qua ngày kia, không bao giờ ở nghĩa trang Đồng Lộc nó có 10 ngôi mộ. Còn ở Trường Sơn nãy thì những cái ngôi mộ nó gần giống như cái địa nghĩa trang đó, mà tôi thấy nó giống như những cái rừng cao su của Tây ngày xưa vậy. Nó thẳng hàng lớp đi xin quá nhiều. Nếu mà các bác nào mà ở bên Việt Nam hay là những bác ở bên đây mà về bển mà thăm đất nước Việt Nam, có dịp đi ra ngoài Trung và đi ra ngoài Trung tí thì xin các bác cứ ghé lại cái nghĩa trang liệt sĩ, đi ngang cái ngã ba Đồng Lộc và một số nghĩa trang dọc theo con đường đó, các bác sẽ thấy rằng cái câu mà nói là trên Trường Sơn nó nói là mộ bia đều như nắm hết trơn, còn nhiều hơn nắm nữa, nhiều lắm cơ, không làm sao cái nhìn của chúng ta mà có thể thấy được. Nghĩa là đúng, mình người dân thường chưa ai tới nghĩa trang đó để tưởng tượng nó là sao, thì bây giờ cứ vô rừng cao su cảnh ấy, những cái rừng cao su ngày xưa bây giờ cũng vẫn còn thì sẽ biết. Cũng vì với vấn đề đó thành thử ra khi mà những cái luồng tư tưởng cách mạng trắng đưa về Việt Nam đó, nó là một cái tai hại. Cái lịch sử của thế giới cho thấy đó là một cái tai hại, nó phân chia đất nước, nó muốn chia đất nước ra và nó tạo sự xáo trộn, mất bình yên của đất nước. Và nó, nếu mà nó thành công á, nó đưa nước Việt Nam trở thành một nô lệ mới cho thế giới. Cái này là nô lệ chứ không phải là người Việt Nam sẽ phát triển tự do. Cái này là một cái nô lệ mới, thành thử ra để cho đồng bào biết, những ai mà ủng hộ cái cách mạng trắng, nếu nó thành công á, quý vị sẽ là những người nô lệ mới cho cái lãnh tụ mới của cái cách mạng trắng này. Và nó là làm tay sai cho ngoại bang, nó đưa đất nước trở về cái thời kỳ nô lệ xưa. Cách mạng trắng không thể thành công được. Thành thử ra cái người dân Việt Nam bây giờ họ đã cố gắng, họ phản bác lại những cái luận điệu cách mạng trắng, đòi cho cách mạng trắng phải ra khỏi cái đất nước Việt Nam, nó không được tuyên truyền ở cái đất nước Việt Nam mình. Bởi vì nhìn những cái nấm mộ ở Trường Sơn thì chúng ta không bao giờ muốn ai mà đòi chia cắt cái đất nước Việt Nam này và đem cái người ngoại quốc, ngoại bang đến cái xứ sở Việt Nam cai trị cái đất nước Việt Nam nữa. Thành thử ra đó, trên cái cộng đồng mạng người ta chống đối cái cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng rất là mạnh. Tôi hầu như tất cả các anh em ở Việt Nam, cái YouTuber cho đến báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã tuyên bố cái cách mạng trắng nó không phải là cái mà người dân Việt Nam muốn nó có mặt ở Việt Nam. Cho đến báo của quân đội mới đây cũng mới ra, ngay cả những tờ báo Nhân Dân cũng đã đăng những bài báo của ông Nguyễn Tuấn Anh nói lên cái sự cách mạng trắng tuyên truyền lão khoét đó sẽ đưa đến Việt Nam bất ổn, mất hòa bình, mất an ninh. Thành thử đây là một cái điều giống cho những người Việt kiều ở Mỹ, họ về Việt Nam, con cháu Bác Hồ, cách mạng trắng, đó là những cái điều tuyên truyền lão khoét. Nhân dân Việt Nam không muốn có một cái nô lệ mới xảy ra trên quê hương Việt Nam nữa. Việt Nam muốn có một sự phát triển bình an trên quê hương Việt Nam. Anh Cung có lời nào nói nữa? Tiếp lời của bác Phương về cái vụ mà